Nếu đang tìm cho mình một đôi giày cân bằng giữa 6 yếu tố: độ nhẹ, độ giảm chấn, tính linh hoạt, độ đàn hồi, tính ổn định và độ bám, hãy nhớ ngay đến ASICS NUSATRI 15. Mesh Upper công nghệ mới, thoáng hơn, nhẹ hơn, ôm sát chân hơn, đem đến sự thoải mái tuyệt đối trong quá trình thi đấu. Đế giữa Flyform cải tiến, nhẹ, êm, đàn hồi, giúp các đôi chân có thể đạt đến tốc độ từ 4 phút 30 giây hoặc nhanh hơn. Đế ngoài áp dụng công nghệ gai sâu, đem đến thiết kế rocker design đặc trưng, sẽ giúp cho đôi chân chuyển động mượt mà và dễ tăng tốc. Vật liệu đế ngoài là AHA Plus, bền hơn, bám hơn, giúp đôi giày bền bỉ và ổn định.